sức mạnh thần kỳ nào làm cho một ngư cảng nhỏ của 100 năm về trước trở thành một đô thị phồn vinh như ngày hôm nay. Từ nhà gỗ, nhà lá, chung cư đến cao ốc, từng bước cho đến ngày hôm nay, đô thị phát triển đã cải thiện yếu tố cuộc sống hôm nay cho rất nhiều người, nhưng yếu tố của con người thì không thay đổi. Tôi là Hứa Kỳ Sang, nhân viên điều tra của ICAC. Đây là vụ hồ sơ đầu tiên của tôi từ lúc tôi bước vào nghề. Thì ra sự phát triển không ngừng của đô thị, xã hội không ngừng tiến bộ đã vô tình tạo ra những con người bởi vì lòng tham mà vi phạm pháp luật. Hồ đóng đinh. Nửa năm trước, bác sĩ nói rồi, anh phải chăm sóc em nhiều hơn. Bà xã ơi, anh cũng muốn sau này anh còn nuôi thêm một đứa mà. Người ta nói bà bầu sẽ xấu đi nhiều, tại sao bà xã anh càng ngày càng xinh đẹp, đúng là vô lý. Miệng lưỡi anh dẻo quá đi. Ông xã, cực cho anh quá. Nếu là trước đây đâu có như vậy. Ngày trước có gì tốt đâu, ngày nào cũng bận. Bây giờ ông trời cho chúng ta nghỉ ngơi, sẵn dịp sinh baby luôn, càng tốt chứ sao. Tốt cỡ nào? Anh nói không đúng sao? Nè con trai, đừng bao giờ giống như ba của con nha, hả? Mua cổ phiếu, mua đến nỗi phải lái taxi luôn nè. Sau này khi con trai trưởng thành, con nhất định phải làm phi công lái máy bay, con biết không? Anh biết chắc là con trai sao? Em không nghe người già hay nói, cái bụng nhọn là con trai, còn cái bụng tròn là con gái. Ngày nào anh cũng vuốt bụng của em, làm sao anh không biết? Anh này kỳ quá. Kỳ cục cỡ nào? Nè, sau này em đi làm hay tan sở phải cẩn thận hơn, đừng bao giờ để người ta đụng trúng cái bụng nghe chưa, rất nguy hiểm. Em biết rồi. Thôi được, em định đi đâu? Em có hẹn với Trent và Joy, điểm hẹn cũ. Điểm hẹn cũ? Đại lộ tinh quang, sẵn sàng thôi. Sao người thừa ra vậy? Đâu có. Ha, cô gái đó mặc áo cưới đẹp quá ha. Mình nghĩ bạn mặc vào chắc đẹp hơn. Trước mặt ảnh á, mình đâu có dám nhắc tới chuyện này, mất công nói mình ép buộc ảnh. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Chú đến trễ. Không phải, lúc nãy đến phòng luật sư ký hợp đồng, ai ngờ khách hàng tới trễ cả tiếng đồng hồ, làm hại mình trễ theo, xin lỗi nha. Nhiều mối làm ăn lớn gì vậy? Thôi đừng có nhắc nữa, làm ăn lớn gì đâu. Mấy vụ ngon cơm bị mấy công ty lớn hốt hết rồi. Cũng đúng, người ta vừa được trả lương cao, vừa có tiền quê hồng cho khách hàng. Mấy công ty nhỏ như mình đâu có cạnh tranh nổi. Không phải bạn có chi nhánh ở quanh trai này hay sao? Bạn đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Có ông chồng yêu thương, không biết bên ngoài làm ăn khó khăn. Mười mấy mối làm ăn ở quanh trai này không bằng một mối làm ăn ở Jardin đâu. Mà không cần lo, dựa vào năng lực và sắc đẹp của bạn, leo lên núi không khó. Núi Đại Mao nè, núi Sư Tử nè, núi Bảo Phước. Nói bậy, núi Bảo Phước gì chứ. Đúng, mình có tài sắc, nhưng mà làm công ty đại lý như mình, sao gì có biết không? Dĩ nhiên là sao trình độ chuyên nghiệp và thái độ phục vụ rồi. Có hiểu không? Nè, thật ra hôm nay mình hẹn hai bạn ra họp mặt là vì mình có chuyện cần tuyên bố. Chuyện gì vậy? Bạn lấy chồng nữa có phải không? Chúc mừng nha. Lấy chồng mắm bậy gì không ạ? Nè, lắng nghe nha. Mình và anh Kiện tháng 10 được làm ba làm mẹ rồi đó. Chúc mừng bạn nha. Siêu âm chưa? Là trai hay gái vậy? Có chút xíu à, sao thấy được chứ. Bạn biết khoa học không vậy? Mình hồi hộp mà. Đừng có sinh con gái, hiện giờ tỷ lệ giới tính đang chênh lệch. Nếu mà sinh con gái lớn lên không tìm được bạn trai thì khổ. Nè, có phải đang nói móc mình hay không vậy? Ngầm nói xấu người khác ha, đánh đòn tâm lý. Xin lỗi nha. Tử Thuyên, sinh con gái, chứng minh cho bạn biết, không có đàn ông, đàn bà mình vẫn sống vui vẻ như thường, giống như mình vậy đó. Phải rồi, nữ anh hùng. Ê, mình định đi mua áo, bây giờ đi luôn, đi shopping nha. Không được, Tử Luân đang tới. À, thì ra có hẹn. Ảnh còn làm ở cục xây dựng hả? Chứ biết làm ở đâu, bạn tưởng ảnh giỏi giống như bạn hay sao? Ảnh làm lâu năm rồi, đâu có biết chuyển chỗ nào. Nè, nói ra mới nói nha, ngành của ảnh với ngành địa ốc của mình có mối quan hệ mật thiết. Nè, nói ảnh có mối làm ăn nào ngon cơm hay là tài liệu bí mật cho mình biết một chút. Bằng điên rồi hay sao, phạm pháp đó. Uống gì, mình đi mua. Cappuccino, cảm ơn. Nè, ăn lẩu xong phải uống nước mát. Cảm ơn. Sao suốt buổi tối không nói tiếng nào vậy?
Ba cô gái nói chuyện líu lo như con két bàn chuyện đàn bà. Anh đâu dám xí vô. Đâu có. Trước khi lên món thịt bò anh nói nhiều lắm mà. Lên món thịt bò phải yên lặng để ăn. Hay là Rennie đã nói gì làm anh không được vui? Cổ là vậy mà, đâu phải lần đầu tiên quen cổ. Cổ và em là bạn thân mà, dĩ nhiên phải bên vực em. Nhưng đâu cần mỗi lần đi ăn với nhau đều đề cập đến vấn đề này. Chuyện đám cưới có tiền mới làm được. Trời ơi, đâu phải là anh mới quen Rennie, bạn em nói vậy đó. Anh đừng có giận. Em hiểu mà. Thật ra đám cưới không nhất thiết phải đãi tiệc. Anh biết em rất hiểu lý lẽ. Nhưng đám cưới đãi tiệc là chuyện thường. Anh cũng muốn cho tất cả mọi người đều biết Lý Tử Luân này muốn cưới Triệu Chỉ Toàn làm vợ. Em hiểu không? Em hiểu chứ sao không. Anh yên tâm đi, em đợi được mà. Em vẫn chưa cái nếp nhăn, nhìn đi. Chà, không đợi lâu được. Muốn chết hay sao? Chưa gì trụ em. Chụp kia. Rồi chụp nha. Nè chụp đi, qua đây. Wow, mỗi lần trở lại đây mình cảm thấy rất thoải mái. Đúng rồi, sao ngày xưa mình không cảm thấy thoải mái vậy chứ. Nếu có phải về đây vừa lấy kỷ niệm mình cũng ít về đây. Ý, hello. Hello. Nè, có phải mấy chị về trường diễn tập không? Phải rồi, mấy chị có hẹn với Sister Maria rồi. À, Sister Maria đang ở. À, biết rồi, cảm ơn em. Lát nữa gặp nha. Bye bye. Cái này gọi là thanh xuân vô địch. Trời, lúc tụi mình quen nhau cũng cỡ tuổi mấy em này. Chắc là tụi mình biết giữ sắc đẹp. So với mấy em này tụi mình không già hơn bao nhiêu. Không già hơn bao nhiêu, mình sắp làm mẹ rồi còn gì. Thật tình mình không nghĩ rằng bạn là người lấy chồng và sinh con sớm nhất đó. Ngày xưa mình cứ tưởng là chắc không ai thèm cô bạn. Đúng rồi. Mình biết chọn mà. Mình không muốn tốn thời gian với những người không trai gì. Bạn đang nói Rennie hả? Nè, ngày xưa rất nhiều bạn trai cô bạn. Thời già son bạn trai nhiều nhất là mấy người á. Mình làm gì có bạn trai chứ. Mình chỉ quen họ để giết thời gian thôi. Hay như bạn, ngày xưa bạn lạnh lùng muốn chết. Mỗi lần nhìn thấy con trai y như là gặp kẻ thù. Nè, mới đầu mình tưởng bạn là đồng tính luyến ái. Phải rồi. Lúc đó mình tưởng bạn yêu thương bạn Thủy. Bạn tưởng mình tệ lắm hay sao? Mấy người con trai ngày xưa ai mà thèm, vừa mặt rỗ vừa xấu xí. Đúng rồi. Đâu có ai đẹp như anh Luân của bạn, một mực chung tình với bạn. Đương nhiên rồi. Alo, dạ là tôi. Cái gì? Cô ơi, cô ơi, chồng của bạn tôi sao rồi? Còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, qua giai đoạn nguy hiểm chưa? Cô à, bình tĩnh đi, hỏi từ từ thôi. Là vậy cô à, chúng tôi muốn hỏi thăm có phải là người bị thương do tai nạn giao thông được đưa vô đây tên là Đường Vĩnh Kiện không? Mấy cô là gì của anh? Bà xã. Ông xã, anh có sao không? Em đừng lo, anh không sao. Nghe nói tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm mà. Đúng vậy, cô gái bị tôi đụng trúng thực sự bị thương rất nặng. Tất cả lỗi của tôi, nếu tôi quẹo nhanh một chút sẽ không đụng vào cô. Anh là tài xế gây tai nạn. Tao kỳ mày chết luôn. Anh đi theo tôi, đi lấy khổ công của anh. Mời anh. Em ở đây đợi anh, anh sẽ ra liền. Đừng lo lắng. Luật sư nói sao? Chân phải của cô gái bị cưa mất. Bên bảo hiểm họ không chịu bồi thường. Vậy tính sao đi? Luật sư đại diện của anh hiện đang bàn bạc với họ, xem họ có chịu hòa giải ngoài tòa bồi thường ít tiền không. Chúng ta đâu có bao nhiêu tiền đâu. Về tiền mặt mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Số tiền còn lại mình đã đầu tư vào cổ phiếu và ngân quỹ rồi. Nếu là bạn thân thì bạn hãy cầm lấy đi. Cánh tay của anh Kiện bị thương, ít nhất phải đến tháng sau mới đi làm lại. Mình không thể trả tiền sớm cho bạn được đâu. Được rồi, mình chỉ lo bạn không xoay sở được thôi. Nè, người nhà của cô gái bị thương bắt hai bạn bồi thường bao nhiêu? 1 triệu lận. Cái gì? 1 triệu đồng? Có lộn hay không vậy? Mọi người đều biết, bên phòng phụ trách đất đai và nhà cửa đã tiến hành nghiên cứu tính chất trùng tu một thời gian khá lâu, đã hội ý về giá cả sang nhượng, hiện giờ đã hoàn tất. Công đoạn tiếp theo giao cho bộ phận phát triển xây dựng chúng ta. Cấp trên đã chỉ định thời gian hành động. Như mọi khi, không được tiết lộ với người bên ngoài về tài liệu liên quan đến việc giải tỏa trùng tu. Phần báo cáo của cậu đâu? Làm lương tối nay nữa là xong. Cậu có biết hạn chót là khi nào không?
10 giờ sáng nay đến giờ vẫn chưa xong. Cậu làm việc kiểu gì vậy? Sorry sếp, tại vì bên Hào chưa đầy đủ hồ sơ. Đừng giải thích. Nếu cậu không làm được, lên tiếng sớm, tôi tìm người khác làm. Làm bằng kiểu này toàn là muốn những người không ra gì. Alo, Joe hả? Anh nhớ rồi. Thôi được, 7:30 nên ký phải không? Bye bye. Bài lớn quá. Bài lớn thiệt. Lớn nhất rồi. Vậy chào ba má. Tôi luôn tới đúng rồi hả? Bác cà bác gái, xin lỗi con tới trễ. À không sao không sao. Chúc bác sinh nhật vui vẻ. À, cảm ơn con. Được cái sáu mà. À Tử Luân à, có hứng thú chơi giờ giảng không? Dạ không cần, bác tự nhiên đi. Tử Luân có lộn không đó? Con gọi bác trai bác gái, theo show gọi ba má mới đúng á. Con biết tụi nó muốn cái gì nữa. Đâu có ai quen nhau lâu đến như vậy mà cũng không chịu tổ chức đám cưới nữa. Má ơi, tụi con đâu có nói là không chịu đám cưới. Thôi, má không nói nữa, má không muốn tốn sức tốn hơi. Giờ không có quy định quen nhau bao lâu là phải đám cưới đâu. Không hợp nhau vẫn có thể chia tay bình thường. Tư tưởng của dì rất tân thời. Tuổi xuân của con gái có giới hạn. Nếu con muốn dì có thể giới thiệu vài người cho con quen để con được lựa chọn. Có bạc Tử Luân dì cũng nói thẳng. Có áp lực mới có tiến bộ, đúng không Tử Luân? Trời ơi, gần 8 giờ rồi, mọi người còn chơi nữa. Thôi ăn cơm đi, nhập tiệc thôi. Chơi luôn bằng này đi đã. Nè anh, ăn tô mì trước đi. Suốt buổi tối anh chưa có ăn gì đó. Anh đừng có giận má em, dạo này má không được vui. Chẳng lẽ vì em dạo này không được vui? Được rồi, anh hiểu mà. Bỏ đi nha. Anh không sao. Em ngủ trước đi. Ừ. Đừng làm việc khuya quá. Miệng còn nóng đó, ăn đi. Ngủ ngon. Chỉ cần con đối xử con gái bác tốt là đủ rồi. Hai con thích sống chung cũng được, thích đám cưới cũng được. Thanh niên bây giờ tự quyết định. Bác tin tưởng cả bác con gái của bác. Con là một người đàn ông tốt. Đừng giải thích. Nếu còn không làm được thì lên tiếng sớm để tôi tìm người khác. Làm bằng kiểu này toàn là thuê những người không ra gì. Không được tiết lộ với người bên ngoài về tài liệu khởi công xây dựng. Có tài liệu gì không? Chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Yên tâm đi, tôi không khai anh ra đâu. Alo, Rani hả? Để khoanh tròn mấy chữ này trước cái đã ha. Ông chủ hả? Cho tôi hỏi thăm, căn nhà này cũ quá, vẫn còn có người ở sao? Vậy tôi không phải là người sao? À, thì ông đang ở đây hả? Tôi ở trên lầu này thôi hả? Thật ra giải lầu này chắc là sắp giải tỏa rồi có phải không? Thì tôi đang chờ giải tỏa nè. Vị trí con đường anh nói không có ai để mắt đến. Trên lầu thì cũ kỹ, đem đi thế chấp sẽ gặp phiền phức. Thông thường người mua phải trả dứt một lần. Bằng mọi giá phải nghĩ ra cách. Nếu kế hoạch thành công, mình có thể giúp vợ chồng Tử Thuyên trải qua khó khăn. Còn anh và Joe sớm được kết hôn chứ gì? Tôi chỉ muốn cổ được vui thôi. Ai, ai biểu chúng tôi là bạn thân với nhau? Quyết định vậy đi. Tôi thuyết phục Joe, cô khuyên Tử Thuyên làm người sở hữu. Tôi phải bán hết cổ phiếu, nếu không đâu có đủ tiền mua đến hai căn nhà lận đó. Yên tâm đi, sau khi thành công cô nhất định thu lại tiền vốn lẫn lời mà. Vậy thì đương nhiên rồi.
Là chỗ này sao? Tòa nhà này thực sự là sẽ giải tỏa không? Wow, có ai ở không vậy? Có, con nhìn đi. Nhưng đa số là người lớn tuổi ở nhiều. Nè, các tầng lầu ở đây không có thang máy hả? Nhà ngày xưa là như vậy đó. Ông xã, anh thấy sao? Anh chỉ sợ là em đang có thai. Nếu như chúng ta dọn đến đây ở, em phải lên xuống nhiều lần, anh sợ em sẽ mệt đó. Thuyên à, mặc dù bây giờ cực khổ một chút, nhưng bạn nghĩ sau này coi, đáng đồng tiền lắm đó. Tụi anh sẽ cẩn thận, không có gì nguy hiểm đâu. Không có được đâu. Tại sao anh có thể làm như vậy, phạm pháp đó. Chỉ một lần thôi, được không? No. Tại sao anh thay đổi như vậy? Anh chỉ vì em thôi. Anh vì em? Nếu anh có chuyện gì thì em phải làm sao? Anh đã hứa gì với em vậy? Đúng. Anh hứa sẽ mang đến cho em nhiều hạnh phúc. Anh hứa sẽ tổ chức một lễ cưới đàng hoàng. Em từng nói không muốn giống đám cưới của Tử Thuyên ngày trước. Em muốn để lại những hình ảnh tốt đẹp. Nhưng còn anh, em biết anh làm ở cục xây dựng, làm cực mà chỉ có 26.000 thôi. Phải đóng tiền nhà, phải ăn cơm, phải cho tiền má. Mỗi tháng anh còn dư lại bao nhiêu tiền chứ, em biết rõ mà. Anh không chơi cổ phiếu, không cờ bạc. Khi không anh tìm đâu ra tiền để làm đám cưới chứ. Chưa hết, em thấy hai vợ chồng của Tử Thuyên rồi. Hiện giờ họ không còn cách nào khác. Không lẽ em nhẫn tâm theo họ chết mà không cứu? Joe à, hãy cho mọi người một cơ hội. Đành có thể thực hiện lời hứa với em có được không? Tin anh đi, chỉ một lần này thôi. Ba người đẹp mới dọn tới hả? Dạ, dạ phải. Mấy con ở lầu mấy vậy? Dạ, dạ lầu 1. Tức là tầng dưới nhà tôi. Cứ gọi bác là bác Liên. Cô họ gì hả? Con họ Đường ạ. Phải cô Đường. Mấy cô thuê nhà hả? Dạ mua bất động sản của nhà. Tôi nhận ra cô kinh doanh đuổi áo chứ gì. Nhà này tôi sang tay mà. Cho hỏi gia dụng để chỗ nào, giường ngủ để phòng ngoài hay là phòng trong? Được, tôi dẫn anh lên. Dạ. Mình lên trển đi. Mình lên trển đi. Cẩn thận ha. Ông Châu à. Hả? Cô gái lúc nãy, người phụ nữ lúc nãy hình như là cô đang mang bầu á. Tôi cũng thấy như vậy á, khoảng chừng 4 tháng à. Từ từ thôi. Bên này. Được. Đồ đạc đủ hết rồi đó. Được rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Cho tiền anh uống nước nè. Cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì. Cảm ơn anh nha. Nè, qua đây uống gì trước đi. Trời ơi, cắt nước quá đi. Nè, qua đây uống gì trước đi. Ý, anh Kiện. Alo, dạ phải, dọn xong rồi. Dạ, anh đợi một lát. Jenny à, anh Kiện nói muốn lên đây coi. Đã nói là không được rồi, làm như vậy sẽ bị bể kế hoạch hết. Nói rõ ràng từ trước rồi mà. Nè, Thủy nói không được. Hay là vậy, tối anh đi làm về gọi cho em. Được không? Ừ. Vậy nha, bye bye. Trời ơi, mình không phải là cố ý chia rẽ hai bạn đâu. Dù gì hai ngày nữa anh Kiện cũng dọn lên lầu rồi. Chừng đó người ở trên người ở dưới, muốn sao cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng để người ta phát hiện hai bạn là hai vợ chồng. Mình thật sự không ngờ sao phải lén lén lút lút đục đè sợ sệt như vậy chứ. Thuyên à, chịu khó 2 tháng nữa thôi. Sau khi đột kích kiểm tra xong, coi như là thành công. Nè bạn nghĩ coi, 2 căn nhà đền bù 2 khoản tiền. Chừng đó bạn sẽ thấy hy sinh của bạn hôm nay rất là xứng đáng. Mình cũng biết bạn nhà Joe muốn giúp đỡ vợ chồng của mình. Ê, là giúp đỡ mọi người, không phải là ăn trộm, cũng không phải là ăn cướp. Chẳng qua làm vậy sẽ mang lại lợi ích cho mọi người thôi. Anh Kiện hả? Mình kêu anh đừng lên đây rồi mà. Cô Đường đúng không? Tôi là bác Liên nè. Tôi ở trên lầu thôi. Tôi và ông nhà tôi sống ở đây đã hơn 30 năm rồi. Tôi sợ cô không có tương muối hay dầu. Nếu cần cô cứ việc lên tiếng. Dạ được rồi, cảm ơn bác. Cảm ơn. Được cái sao hả? Cô Đường à,
Có phải là cô đang con xin lỗi bác nha, bạn bè con đang chờ con. Nếu có cần gì con sẽ lên tìm bác. Cảm ơn bác được, nhiều. Được, 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 bye bye. Bye bye. Chung cư này lâu rồi không có ai đến ở. Vào 2 tháng trước đột nhiên có người dọn đến ở. Không bao lâu cục xây dựng tiến hành đột kích chốt sổ đăng ký nhân khẩu. Địa chỉ số 57 lầu 1 đường Thái Nguyên là nhà sở hữu của Phương Tử Thuyên. Xin hỏi Phương Tử Thuyên là gì của cô vậy? Tôi là Phương Tử Thuyên. Cô à, căn cứ vào hồ sơ nhà đất cho thấy cô mua nhà vào ngày 15 tháng 2 năm nay, có đúng vậy không? Đúng vậy. Vậy cô có giấy tờ chứng minh, thí dụ giấy báo nhận hàng, hóa đơn tiền điện, tiền nước không? Dạ có, dạ có. Được rồi. Nhưng đâu có liên quan gì đến ICAC chúng ta. Người đăng ký thường trú, dù là chủ sở hữu hay người thuê nhà, thậm chí một góc nhà nhỏ đều được cục xây dựng đền bù cho họ. Trùng tu đô thị là gì vậy cậu? Chúng tôi đứng ra trùng tu khu vực này nên chúng tôi cần đăng ký nhân khẩu cho bác, để sau này dựa vào đó tính khoản tiền đền bù cho bác. Chú Phát à? Hả? Chú ở đây được bao lâu rồi? 39 cũng gần 40 năm rồi đó. Nè, tiền của tôi có tính vô không vậy? Tính chứ. Tôi và ông nhà tôi hai người ở thôi. Xin hỏi anh sống ở đây được bao lâu rồi? Dạ khoảng 2 tháng rồi. 40 năm rồi. Dạ được 2 tháng. Tôi ở đây được 38 năm rồi. Được 3 tháng. Dạ mua. Dạ thôi. Tôi vừa nhận được trình báo, nghi ngờ có một số nhà đóng đinh trái phép. Thế nào gọi là nhà đóng đinh? Cô chưa nghe nói sao? Harry, chắc cậu biết thế nào gọi là đóng đinh chứ? Dạ biết. Nhà đóng đinh là một tính từ do người dân trong nước đặt ra. Người Hồng Kông ngày xưa gọi là đinh quan tài. Một số công ty địa ốc có quy mô lớn, họ nhận thấy vị trí đất đai nào có tiềm năng sẽ thu mua lại, sau đó giải tỏa khu nhà cũ để xây dựng lại. Nhưng mà thông thường những hộ gia đình đang sinh sống tại đó không hợp tác và họ không chịu di dời chỗ khác, mục đích là muốn các công ty kinh doanh địa ốc đền bù nhiều tiền cho họ. Hành vi này gọi là đóng đinh. Nếu vậy họ đâu có làm gì phạm pháp. Đúng, chúng ta đang nói về nhà đóng đinh trái phép. Nếu có người lợi dụng con đường trái phép, nhận được thông báo nội bộ, cố ý mua 2 căn hộ trước khi cục xây dựng tiến hành đến đăng ký hộ khẩu vì lợi ích cá nhân, đó là việc phạm pháp. Sếp à, sếp nghi ngờ những chú hộ dọn đến ở vào 2 tháng trước là nhà đóng đinh trái phép à? Tôi chỉ nghi ngờ thôi nên nhờ cô cậu theo dõi. Yes sir. Thực ra mặt mũi của cổ đâu có giống người xấu đâu. Người tốt và người xấu có hiện trên trán sao? Người tốt không hiện ra hai chữ người tốt trên trán đâu. Và người xấu càng không dễ dàng để cô nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài của họ. Làm sao mới gọi là người tốt? Làm sao mới gọi là người xấu? Rất khó đoán. Nhiều khi thực tình một mặt thiên đường, một bên địa ngục. Quan sát nhiều hơn từ từ cô sẽ hiểu. Ủa, tan sở rồi hả? Dạ, dạ phải, dạ phải. Lạnh lùng quá trời luôn. Ê, ông Châu à. Dạ. Ông có nhìn thấy chủ nhà trên lầu 3 không? Thấy, người ta sáng 9 chiều 5, nó tối 9 sáng 5. Trong mặt của nó thấy mà ghét, chắc không phải là người tốt đâu bà ơi. Tôi thấy mặt mũi của nó đâu có đáng ghét đâu, đẹp trai lắm mà. Tại bà không biết nhìn á. Nấu món sườn non hầm củ sen mà ông thích ăn nhất nè. Thơm quá. Còn nữa nha, cải trắng luộc. Tôi có nghe lời ông, không hề bỏ dầu vô cải. À phải rồi, mấy bữa trước á, người cục xây dựng có đến đây. Họ nói chỗ này là sắp giải tỏa rồi. Ông xã, hy vọng ông phù hộ, đừng có giải tỏa căn nhà này sớm quá, để lại nhà này sống với tôi lâu hơn. Ôi trời, lại cúp điện rồi. Anh. Bà xã. Nè có sao không? Không sao. Anh đã trúng cái thùng rác. Vô nhà mới nói đi. Dọn cơm, dọn cơm đi. Món gì vậy? Em đoán coi.
Khoan đã, có đèn cầy không? Không có. Không sao đâu, thấy mà. Cô Đường ơi, bác Liên trên lầu đây nè. Tính sao đây? Anh lánh mặt trước đi. Bích kia, bên kia, né nhé lên. Xin lỗi cô nha, làm cho cô giật mình hả? Tôi thấy cúp điện, tôi sợ cô không thấy đường rồi dấp té, cho nên tôi cố tình mang cái đèn cầy đến cho cô nè. Cảm ơn bác. Một mình cô ở đây bụng mang dạ chữa, hay là để tôi coi có gì giúp được cho cô không ha? Không cần đâu, được rồi được rồi, cảm ơn bác nhiều ha. Cảm ơn, cảm ơn. Bà xã, thật ra sống vậy cũng vui ghê, lâu lắm rồi không ăn tối bên đèn cầy với em. Lúc nãy suýt chút nữa em bị bà Liên làm đứng tim. Bà nhiều chuyện lắm, bà tò mò muốn biết tại sao em không sống với ông xã đó. Bộ em tưởng anh không muốn gặp em sao? Hai vợ chồng chúng ta tự nhiên là phải lén lén lúc lúc gặp nhau, đúng là tức cười quá trời. Anh đó, sáng mai trở lên trển cẩn thận một chút, đừng bao giờ để bà nhìn thấy. Thật ra cô Jenny hồi hộp như vậy thôi, bắt gặp thì đã sao, đột kích đăng ký hộ khẩu đã xong xuôi hết rồi, làm gì phải sợ sệt, không có chuyện gì đâu. Anh sai rồi, họ nói sẽ trở lại đo lường. Jenny dặn đóng kịch phải thật giống, tiền đền bù chưa tới tay, không nên để sơ hở cho người ta nghi ngờ chúng ta. Hở ra là Jenny nói. Vậy em có nghĩ cho anh ông xã rất nhớ bà xã hay không? Biết rồi, ông xã cực cho anh quá, chịu khó hơn một tháng nữa thôi. Em đừng có nói vậy, cực cho em thì có, bắt em phải sống chung ở chung cư cũ kỹ này, lại cúp điện. Nhưng trên nhà anh không có thua kém dưới này đâu, nhà tắm chảy nước, chỗ nào cũng hôi. Thật ra nhà chung cư là như vậy, đâu có ai thèm ở đây lâu dài. Cũng may ở thêm một tháng nữa, nếu không dọn đi không chừng sụp đổ. Phải đó, một tháng nữa thôi. Được, không thành vấn đề. Vì hai chúng ta, anh sẽ nhịn. Sau khi được một khoản tiền, tương lai ba thành viên chúng ta sẽ sống sung sướng hơn, được sống những ngày tháng sung sướng phải không baby, baby, baby. Được rồi, đừng xa nhiều quá, anh. Em thích ăn gì đây? Em có đoán được anh mua gì cho em ăn chưa? Thì cũng món đó thôi, thịt bò xào đó. Hay dữ ta. Cho em coi. Trời, chính xác rồi. Vậy em đoán thử coi, hộp của anh là gì đây? Hộp của anh chắc chắn là cơm chiên dương châu. Ông Trần à, cảm ơn ông đã hợp tác với cục xây dựng để cung cấp nhiều tài liệu cho chúng tôi. Vụ kiện này dựa vào điều tra ban đầu của chúng tôi, có lý do nghi ngờ có nhân viên nội bộ ham lợi ích cá nhân tiết lộ bí mật của cơ quan. Chúng tôi đã chú trọng việc giữ bí mật tài liệu, có bộ phận giám sát chặt chẽ và đã hướng dẫn đồng nghiệp trong nội bộ cách giữ bí mật, bảo đảm uy tín của nhân viên. Mục đích chủ yếu của cục xây dựng là sau khi trùng tu, sửa chữa, cải thiện vấn đề môi trường khu nhà xuống cấp và có thể cải thiện hoàn cảnh sinh sống của dân cư tại khu đó, cũng như chất lượng cuộc sống, trong đó phần lớn liên quan đến quyền lợi của công chúng. Không thể nào vì những hành vi của kẻ xấu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công chúng, đồng thời phá hoại đến chữ tín trong công tác trùng tu của cục xây dựng được. Đương nhiên rồi. Để tiện cho việc điều tra, chúng tôi cần tìm hiểu về vấn đề kinh doanh bất động sản và quy tắc giải quyết cho khách thuê nhà. Theo quy định, cục xây dựng chúng tôi sẽ chốt sổ ngày điều tra nhân khẩu để tham chiếu tình hình sử dụng căn hộ, để thẩm tra những hộ gia đình nào có chính sách được lãnh tiền trợ cấp ưu đãi. Chủ sở hữu căn nhà bị giải tỏa, nếu nhà đó là nhà của người sở hữu thì người sở hữu ngoài số tiền được đền bù theo thời giá còn nhận được khoản tiền trợ cấp để mua nhà chỗ khác. Nè, nếu ví dụ một căn nhà được đền bù theo thời giá là 800.000, nếu người sở hữu muốn mua một căn nhà có diện tích bằng nhà cũ và căn nhà đó mới xây cách đây 7 năm trị giá 2 triệu, người chủ sở hữu này sẽ nhận thêm 1.200.000 tiền trợ cấp mua nhà mới, tổng cộng nhận được tiền đền bù là 2 triệu. Có nghĩa là nếu mua nhà trước khi cục xây dựng đến khảo sát điều tra nhân khẩu sẽ có cơ hội kiếm lời cả triệu bạc tiền trợ cấp rồi. Chính xác. Khách thuê nhà cũng được khoản đền bù như nhau, trong đó bao gồm đền bù tiền mặt cơ bản và đền bù số tiền chênh lệch liên quan đến danh bạ trùng tu. Cục xây dựng sẽ dựa theo các khoản tổng hợp của khách thuê nhà để tính số tiền bồi thường. Nói một cách đơn giản, nhà thuê cho một người ở, cục xây dựng sẽ đền bù là 70.000, hai người ở nhà thuê ít nhất là 80. Và để khuyến khích những người thuê nhà đồng ý cách đền bù này, cục xây dựng đã trích thêm 70% trên trị giá đền bù ban đầu những người thuê nhà này trước ngày điều tra nhân khẩu dọn đến ở. Những khách thuê nhà sau ngày điều tra nhân khẩu dọn đến ở chỉ được trích 20% thôi. Điều tra nhân khẩu là công việc rất quan trọng. Nếu họ thỏa thuận thành công, người dân sẽ nhanh chóng dọn đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian, tận dụng thời cơ, nhanh chóng phá án. Yes sir.
Cô còn nhớ một quy tắc về sứ mạng và lời thề của chúng ta không? Dũng cảm liêm chính, đại công vô tư chấp hành công vụ. Vô tư có nghĩa là nếu gặp một tình huống mà cô phải chọn lựa tình và lý, người chấp hành công vụ như chúng ta nhất định phải chọn lý. Nên tôi hy vọng cô phải nhớ, đừng bao giờ để tình cảm ăn mất lý trí phán quyết của mình. Mới vào nghề từ từ sẽ quen. Cô tên Lâm Nhật Thủy, tên tiếng Anh là Renny, là giám đốc công ty địa ốc Kim Long. Chúng tôi điều tra được chung cư Quan Chai gần đây có hai căn hộ đều do một tay cổ giao dịch. Trong đó có một chủ hộ là Phương Tử Thuyên, cô này qua lại rất thân mật với Renny. Và bản thân cổ cũng là chủ hộ của một căn hộ khác. Ngoài ra những người thuê nhà gần đây cũng có điểm khả nghi. Tôi thấy họ có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Tôi và Sang Sang sẽ tiếp tục theo dõi. Tốt lắm. À, còn người này? Đây là Peter, là giám đốc ngân hàng, chuyên phụ trách thế chấp. Gần đây Renny bán ra hai căn hộ, cũng chính tay người này lo việc thế chấp. Còn căn nhà cô ấy tự mua, đã cho người nào thuê vậy? Quan hệ gì với Renny? Sếp tự cho tôi ít thời gian, tôi sẽ tiếp tục điều tra. Ba ngàn tám trăm tám, con số may mắn. Sau này có phước,
heo quay sữa nguyên con, bào ngư sợi, súp bông bóng cá, cá bông mú, gà nướng trong giấy bạc, hai món tráng miệng. Mỗi bàn tiệc tặng 2 chai rượu chát, 10 chai nước ngọt, giá cả phải chăng? Cậu định đặt bao nhiêu bàn đây? À giám đốc à, có món nào ngon hơn nữa không? Đời người chỉ có một lần, đám cưới đại khách mà không có chén vi cá, keo quá không? Tuổi luôn à, không sao đâu. Cô đã tiệc bắt hay rẻ, cũng có người chơi này chơi nọ. Mọi người đến chia vui với hai con thôi, món ăn đâu có gì quan trọng. Bún tàu coi như vi cá cũng được rồi. Bác à, được rồi bác. Còn món nào ngon nữa không? À, được rồi, giám đốc à, ngoài 3.388 ra còn cái giá nào khác không? À, còn chứ, giá này đi, 6.088. Món khai vị, tôm hùm xà lách trộn. Còn súp bông bóng cá thì 30 bàn phải tốn hơn 200.000 đó. Không sao đâu, yên tâm đi. Bạn không cần phải lo lắng, ông xã của bạn hiện giờ rất có bản lĩnh. Tôi có bản lĩnh gì đâu, tôi biết còn thiếu cô một chầu mà. Anh còn nhớ là được rồi. Tâm trạng của Rainy hôm nay tôi rất là vui. Đã chuẩn bị một món quà lớn để tặng cho hai bạn, cho hai bạn đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật. Chà, chị Rainy bộ dạo này trúng mánh hay sao? Bạn già ơi, bác vẫn chơi hoài, gọi con là Rainy được rồi. Gần đây con phát tài chút thôi mà. Giám đốc à, hả? Cho tôi đặt bằng tiền mắt nhất đi. Bác trai bác gái, hai bác thấy có món nào không vừa ý góp ý nha. Con gọi bác trai bác gái, bà đây không có ý kiến, hỏi má con kìa. Má, má hãy cho con ý kiến đi. Trời ơi, má của con cũng biết mà, hồi nào giờ đâu có ý kiến gì đâu. Hai con cứ tự quyết định đi. Nè, mình bận công chuyện, mình về trước nha. Sẵn đây mình phải chúc mừng hai bạn hai câu trước đã. Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Cảm ơn. Cảm ơn. Con về trước nha. Điều tra được Lý Tử Luân, Joey, Jenny và vợ chồng Tử Thuyên đều có mối liên quan mật thiết đến vụ kiện này. Lý Tử Luân là trợ lý giám đốc của Cục Xây dựng Đô thị. Riêng bạn gái Joey của hắn là giám đốc công ty địa ốc Lâm Nhược Thủy. Cùng với Tử Thuyên, ba người là bạn lúc trung học, là bạn chí cốt. Cho nên chúng tôi nghi ngờ Jenny thông qua Lý Tử Luân nhận được mật báo trước khi Cục Xây dựng tiến hành khảo sát đột kích khóa sổ đăng ký hộ khẩu. Cô đã mua 2 căn nhà để được đền bù. Ngoài ra, chúng tôi tìm ra Lâm Nhược Thủy còn mang tài liệu cơ mật bán cho nhiều người khác nữa. Hiện giờ chúng ta đầy đủ chứng cứ để nghi ngờ Lý Tử Luân bản thân là một nhân viên mua bán tài liệu nội bộ, đã phạm vào tội danh đút lót trong khoảng thứ tư. Lập tức chuẩn bị hành động. Yes sir. Đúng vậy, tôi cần một căn 4 phòng rộng 426m, mái nhà phải lợp bằng thiết mái bay. Bạn đừng có nói như vậy, tôi là chút đỉnh thôi. Cho nên bây giờ đang tính toán nè, xin giá phải chăng đi. Nè, trông cậy vào bạn đó nha. Bạn có tin gì gọi điện báo cho tôi biết ngay ha. Được rồi, cảm ơn nhiều. Bye bye. Đẹp quá à. Sao rồi hả cô dâu? Bạn chịu qua đây rồi sao? Nói xong rồi hả? Hơ, ông xã vẫn chưa tới mà, sao nói mình chứ? Ông xã mình phải đi kiếm tiền. Tụi mình bồi thường cho cô gái đó hết rồi, đâu còn dư bao nhiêu tiền, không kiếm ra tiền sao được. Bạn nhớ nha, tìm giùm vợ chồng mình căn nhà nhỏ nhỏ thôi. Được rồi, mình chịu trách nhiệm mà. Vậy là khỏe rồi, bồi thường đầy đủ cho họ, bạn yên tâm phần nào rồi. Mình phải cảm ơn Tử Luân mới đúng. Nè, như vậy được chưa bạn? Cần mặc thêm gì nữa không? Đủ đẹp rồi, lắm đẹp rồi, lắm rồi, sang lắm rồi. Chẳng những đẹp còn rất gợi cảm. Nè, cho hôn cái bà xã. Nè, cấm không được hôn nha. Chưa đến giờ nam gia chính xuất hiện. Chụp hình giùm tôi trước đi. Ờ, hay quá, chụp hình đi, chụp hình đi. À, đúng được rồi. Chụp nhanh lên, nhanh lên đi. Chụp hình đẹp cho bà xã mới được. Được rồi, sẵn sàng nha. Được rồi, 1, 2, 3, cười lên, cười. Hai người kế bên không cần cười, bà xã cười tươi lên đủ rồi. Nhanh lên, chụp nha, lâu quá. AC, AC.
Tôi là chủ nhiệm đội điều tra cấp cao ICIC Lương Bá Hoàng. Tôi là chủ nhiệm ICIC Lương Hạnh Gia. Ông Lý Tư Luân, chúng tôi phải bắt giữ ông. Chúng tôi nghi ngờ ông là nhân viên cục xây dựng, dám nhận lợi ích của Lâm Nhật Thủy, nhận hối lộ cung cấp tài liệu bí mật kế hoạch trùng tu của cục xây dựng, đã vi phạm vào tội danh đút lót trong khoản thứ tư. Bây giờ tôi khuyên ông, trừ phi ông tình nguyện, ông có thể không nói gì. Không cần biết ông sẽ nói gì. Chúng tôi đều ghi nhận để làm khẩu cung, ông có hiểu không?